Lời đầu tiên, cho em xin phép chào thầy và tất cả các bạn. Em tên Đông Minh, đến từ lớp IF45. Hôm nay em đại diện nhóm em trình bày về cơm mẻ. Thì cơm mẻ em sẽ trình bày về 5 vấn đề. Vấn đề đầu tiên là mẻ là gì? Vấn đề thứ hai là thành phần cơm mẻ. Vấn đề thứ ba là cách làm con mẻ. Vấn đề thứ tư là ứng dụng. Vấn đề thứ năm là một số lưu ý khi sử dụng cơm mẻ. Đầu tiên em sẽ trình bày về mẻ là gì? Mẻ, còn gọi là cơm mẻ, là một gia vị truyền thống trong ẩm thực Việt Nam, có vị chua gắt và thơm đặc trưng, thường được làm từ cơm nguội, hạt bún. Cơm mẻ bổ dưỡng, giàu đạm, vitamin, axit lactic. Nó không chỉ là một gia vị làm hỗ trợ hương vị, đặc trưng cho món ăn mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe người dùng như tăng tiết dịch vị, kích thích ngon miệng, bổ sung một chất dinh dưỡng có lợi cho hệ tiêu hóa. Thì S sẽ tiến hành làm tiêu bản để chúng ta cùng quan sát nhé. Bây giờ mình sẽ đậy ramen lên. Xong rồi nè, bây giờ hãy theo dõi đến cuối video nha các bạn. Và đây là hình ảnh chúng ta đang quan sát hỗn hợp cơm mẻ dưới độ phóng đại là 40 lần. Eo ơi, giờ thì chúng mình đã nhìn thấy rất rõ chân dung của các bạn mẻ rồi nè. Chúng chẳng khác gì những con giun các bạn nhỉ. Ôi, chúng nó ngoẵng nhặng xẻ hết cả lên rồi. Cứ như là đang trên ba vậy đó các bạn ạ. Thường thì những người chưa biết qua con cơm mẻ mà nhìn thấy những con mẻ như thế này thì sẽ rất là sợ. Vì thấy chúng nó bò lúc nhúc mà, thì người ta sẽ không dám ăn. Thế nhưng sự thật thì chúng được coi là con cơm mẻ và có nickname tiếng Anh là Panagrellus redivivus. Chúng là một loài tuyến trùng hữu ích rất nhỏ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường được đấy. Chúng nó bò ngọ nguậy trên bề mặt cơm trong hũ mẻ và thành dụng cụ chứa đựng của nó. Vấn đề thứ hai, em sẽ trình bày về thành phần cơm mẻ là có 3 ý nhỏ. Đầu tiên là con mẻ là mang tên là Panagrellus redivivus, rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bọ ngọ ngoại trên bề mặt cơm trong hũ mẻ. Thức ăn con mẻ là nấm men, chúng có hàm lượng protein rất cao, có vai trò hỗ trợ dinh dưỡng. Thứ hai là nấm men có dạng hình chùm, cung cấp nhiều vitamin và đạm hỗ trợ dinh dưỡng. Thứ ba là vi khuẩn lactic là thành phần chính của cơm mẻ. Đây là trực khuẩn gram dương lên men kỵ khí, có khả năng chuyển hóa tinh bột thành đường và từ đường chuyển hóa thành axit lactic tạo nên vị chua của cơm mẻ. Vi khuẩn này cũng tạo điều kiện cho môi trường có pH thấp làm ức chế các vi khuẩn có hại cho đường ruột như Salmonella. Tóm lại, ăn cơm mẻ vừa cung cấp một nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, vừa tạo một môi trường thuận lợi cho sức khỏe đường ruột.